bị tiếp tục lội bộ qua cây cầu này để mà làm thủ tục nhập cảnh sang Trung Quốc. Đấy, việc giao thương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là thông qua cái cửa khẩu Móng Cái, là thông qua cây cầu này. Đây là ngắm toàn cảnh, toàn cảnh về thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Đấy, thấy con sông đó không? Con sông đó là một nửa sông bên đây là của Trung Quốc và nửa bên kia là của Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh của Việt. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và phía bên của Bùi Hồ, cô bác quý anh chị thấy chữ gì không? Ở trên là tiếng Trung Quốc ha, ở dưới là tiếng Việt Nam. Lưu niệm biên giới Trung Quốc, Việt Nam. Đây là lá cờ Trung Quốc, còn bên đây là lá cờ Việt Nam, nói về tình cảm hữu nghị của hai nước Việt Nam và Trung Quốc ha cô bác quý anh chị. Như cô bác quý anh chị biết là giữa thành phố Đông Hưng của tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc với lại thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam thì hai nước giao thương với nhau qua cửa khẩu, ở Việt Nam là cửa khẩu Móng Cái, còn ở khu vực này là cửa khẩu Đông Hưng. Và sở dĩ Bùi Hồ có mặt ở trên một cái không gian nó chiêu như thế này á, thì trước khi có mặt ở đây thì phải tốn một cái số tiền khá là lớn, khoảng hơn 2 triệu đồng tiền Việt ở cô bác anh chị. Phải thuê một cái khách sạn ở trên đây và người ta cấp cho mình một cái thẻ thì mình có thể di chuyển ở trong cái thang máy cái tầng. Và Bùi Hồ đang ở trên một cái khách sạn có một cái tầng cao nhất từ nhìn từ Việt Nam, nếu như hướng nhìn từ Việt Nam sang á, là đây là một cái khách sạn cao nhất ở thành phố Đông Hưng, đến 35 tầng. Và cái tầng của Bùi Hồ đang đứng là tầng thứ 35. Đấy, bây giờ cô bác đi lại đây tí xíu ha. Đấy, cô bác anh chị thấy nhìn thì có thể thấy được toàn cảnh cái cơ sở hạ tầng của thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Chúng ta thấy nó chen chúc với nhau ha, nó rất là, phải nói cơ sở vật, nó nhà cửa nó san sát với nhau. Cô bác anh chị thấy nó có vẻ gì đó đô thị nó rất là sầm khuất luôn. Và đối với cô bác anh chị, nhìn từ đây là từ thành phố Đông Hưng đó, thì cô bác anh chị sẽ thấy đây nè. Ấy, thấy con sông đó không? Con sông đó là một nửa sông bên đây là của Trung Quốc và nửa bên kia là của Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, còn bên đây là của Quảng Tây của Trung Quốc. Ấy, mình nhìn thấy cái cảnh thấy nó rất là chiêu đúng không? Đó là khu vực biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Và đây tí xíu nữa, đứng ở đây nè. Đứng ở đây á là mình sẽ thấy toàn cảnh cái khu vực thành phố Đông Hưng đó, nhà cửa cao tầng san sát với nhau, sinh hoạt với nhau toàn là tiếng Trung Quốc, và mình chỉ sử dụng được đơn vị tiền tệ đó là nhân dân tệ thôi. Cũng như Bùi Hồ có chia sẻ thì đối với đơn vị tiền tệ của Trung Quốc á thì mệnh giá cao nhất là 100 nhân dân tệ đấy, mệnh giá cao nhất là 100 nhân dân tệ đấy, và 100 nhân dân tệ thì nó tương ứng với khoảng 365.000 tiền Việt Nam. Đây là 100 nhân tệ nè. Qua bên đây thì mình chỉ sử dụng tiền của đơn vị tiền tệ của Trung Quốc thôi. Qua đây tí xíu. Cô bác anh chị thấy để review một cái thước phim này phải tốn chi phí khá là nhiều đúng không? Đây. Hôm qua thì Bùi Hồ lưu trú ngay tại cái khách sạn này. Đây, còn qua bên đây là ngắm toàn cảnh, toàn cảnh về thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Cô bác quý vị biết là Quảng Ninh nó có ba thành phố rất là nổi tiếng, đó là thành phố Móng Cái nè, thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả. Đây, cô bác anh chị đây thấy đây nè, nhìn qua đây tí xíu, nó hơi chói đúng không? Anh đứng đây, mình có thể sử dụng đơn vị tiền này đây, mình có thể sử dụng tiền với cái đài quan sát này. Thì mình quan sát cái này, quan sát cận cảnh cái thành phố bên phía Việt Nam của mình á. Tại Bùi Hồ nhìn từ hướng Trung Quốc nhìn qua á, nên muốn quan sát rõ về thành phố Móng Cái của Việt Nam á thì bỏ tiền vô đây. Ở đây họ có một cái mã quạch để quét á, với một lần quan sát là 5 tệ ha. Mình có thể quan sát cận cảnh bên phía Việt Nam, tại vì Bùi Hồ đang đứng là ở phía Trung Quốc đây. Còn bên kia là cơ sở hạ tầng của thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Đấy, cô bác quý anh chị thấy không? Nhìn thấy sát bên luôn, sang sát. Nhà cửa cao tầng san sát xây, phải nói nó không có được chen chúc nhiều nhà cao tầng giống như ở bên thành phố Đông Hưng. Còn ở Móng Cái thì mình thấy còn không gian đất trống thì cũng khá là nhiều.
và rất là nhiều cây xanh luôn cô bác anh chị. Và phía bên đây anh có thể quay xuống đây tí xíu. Ai coi chừng cái điện thoại để sát sát vô nó văng rớt dưới luôn là thua luôn. Đấy, bây giờ cô bác anh chị thấy cái cây cầu đó không? Đó, ở cây cầu đó, còn cái nhà đó, cái nhà mà cái máy lợp, máy vòm đó đó, đó là cái hải quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam. Đó, và qua đến cái con sông này, qua cái vạch đỏ đỏ, anh có thể zoom lại tí xíu nha. Đó, anh đưa điện thoại xích vô nó văng dưới là nghiệp eo lắm. Đó, cái vạch đỏ đỏ trắng trắng đó đó, đó là phân chia, vạch phân chia ranh giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Và người ta đang làm thủ tục xuất cảnh từ Trung Quốc xong rồi, sau đó sẽ làm thủ tục nhập cảnh sang Việt Nam ở đó. Đó, cô bác anh chị thấy không? Còn ở bên kia Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh xong rồi, sau đó chuẩn bị tiếp tục lội bộ qua cây cầu này để mà làm thủ tục nhập cảnh sang Trung Quốc. Đấy, việc giao thương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là thông qua cái cửa khẩu Móng Cái, là thông qua cây cầu này, kết nối cây cầu này. Còn cái việc mà cái con sông này nè, cô bác anh chị đã thấy không? Đó, ở đằng đó cũng có cây cầu nữa kìa. Đó, cũng có một cây cầu nữa, bên kia cũng có một cây cầu nữa. Và con sông này nó chạy dọc theo này. Và biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc á, thì nó sẽ chia theo nửa con sông này, như cái đường vạch ở đó, cô bác anh chị thấy rõ không? Đấy, đó là Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác anh chị biết được về cái nhìn từ trên cao, ở từ Trung Quốc nhìn sang Việt Nam, để cho cô bác anh chị hiểu thêm tổng quát về biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc ha. Và có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị, trên cái tòa nhà này và gần với cửa khẩu Đông Hưng á, thì mình sẽ bắt được mạng di động của Việt Nam luôn nha. Có nghĩa là cô bác anh chị mà xài Viettel, Vina gì đó thì vẫn có thể đứng ở đây, vẫn có thể bắt sóng được và sử dụng bình thường. Hay gì thì vào sâu bên trong đất liền hơn tí xíu, của Trung Quốc hơn tí xíu á, có nghĩa là vào sâu vào cái tỉnh Quảng Tây á, thì sẽ không bắt sóng được, nhưng đứng ở đây mình có thể sử dụng được mạng của Việt Nam luôn. Và đó là một điều khá là thú vị. Cái hướng này thì cô bác quý anh chị sẽ thấy được thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Và qua hướng bên đây thì mình sẽ thấy được thành phố Đông Hưng của tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Thưa quý cô bác quý anh chị, trong cái tiềm thức của người Việt Nam mình đó, có một cái quan điểm, họ rất là nhiều người Việt Nam mình chứ không phải là nói chung hết, thì họ rất là kỳ thị về người Trung Quốc. Thì những ngày mà cô bác anh chị biết là đây là lần thứ hai mà Bùi Hồ đặt chân đến đất nước tỷ dân. Đấy, một đất nước có dân số đứng thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Thì cô bác anh chị biết rồi, thì ở một đất nước tỷ dân thì những ngôi nhà như thế này nè, san sát với nhau là một điều khá là bình thường. So với bên kia thành phố Móng Cái thì nhà ít hơn, vì số lượng dân của Việt Nam của mình chỉ hơn 100 triệu dân thôi, còn Trung Quốc thì đến 1 tỷ mấy dân đặng. Nên là nữ là nhà san sát với nhau, thành phố nó sầm quất hơn so với thành phố Móng Cái là một điều gì đó khá là bình thường. Tuy nhiên thì càng sầm quất hơn thì mình sẽ thấy càng nó chật chội hơn, đúng không? Còn thành phố Móng Cái thì ít dân hơn tí xíu thì nó sẽ thoáng mát hơn, nhiều cây xanh hơn. Mỗi cái nó có ưu điểm khác nhau và cũng có cái hạn chế nó khác nhau. Nhưng mà mình thì lại thích sống một cái cuộc sống nó không chật chội quá, không ồn ào quá. Cô bác anh chị biết khi mà Bùi Hồ đi dạo thành phố Đông Hưng này á, thì rất là nhiều người. Và thậm chí là được cái đó là ở đây là xe điện, thành thử là không có nhiều cái tiếng ồn. Xe điện nó chiếm lĩnh gần như là toàn bộ hệ thống xe hai bánh á, nhiều lắm, xe điện nó nhiều lắm, nên là thành phố nó cũng đỡ tiếng ồn hơn tí xíu. Và một điều nữa là cô bác anh chị sẽ rất là ngại về cái việc là sử dụng thực phẩm của Trung Quốc, cũng như là những cái mặt hàng của Trung Quốc. Người Việt mình có câu là ô đồ của Trung Quốc mà xài gì, mày đồ Trung Quốc xài được mấy bữa hư, đúng không? Nhưng mà không có đâu nha, hàng của Trung Quốc họ sản xuất những cái mặt hàng cực kỳ chất lượng, thậm chí là xuất sang Mỹ nè, xuất sang các nước EU nè, và xuất sang các nước khác, họ phải đủ một cái tiêu chí gì đó mới nhập, mới xuất sang nước đó được. Còn những họ có những cái mặt hàng từ rẻ tiền cho đến đắt tiền, chẳng hạn như một cái túi xách 3 triệu họ giống hệt như vậy, màu như vậy, nhưng mà 3 triệu cũng có và 300 triệu cũng có, giống hệt như vậy luôn. Thì đó là về những cái mặt hàng tiêu dùng đi, còn mặt hàng mà thực phẩm đi, cô bác anh chị thấy là mặt hàng thực phẩm ở ngay tại cái khu chợ hải sản đấy, đa số là thực phẩm tươi, thực phẩm rất là tươi, hải sản cũng rất là tươi sống luôn. Nên là nữ là thử một lần mình sẽ đi du lịch Trung Quốc đi, một lần thử xem. Bây giờ let's go. Anh chị có thể thấy một cái gì đó nó rất là phong thủy, mà ở Trung Quốc á, thì được mệnh danh là
bậc thầy phong thủy đúng không? Rất là nhiều người giỏi về phong thủy từ thời cổ chí kim đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và mình, cô bác anh chị có thể biết và bình luận cho Bùi Hồ được hiểu thêm ha. Ở đây thì Bùi Hồ có nhận thấy như thế này. Một cái ngôi nhà đó, được kéo dài và ở trên, từ trên cao nhìn xuống á, thì mình thấy một cái màu gọi là màu xanh dương của những cái máy máy tôn á, thì không biết cái màu xanh dương này trong phong thủy nó như thế nào nha. Á, và trên những cái máy tôn có những ngôi nhà nó có những cái lỗ thông gió đây, có những cái lỗ thông gió này. Đấy, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái cách bố trí cái dãy nhà này, thì cô bác quý chị thấy không, nó hình một cái vòng tròn, nhưng mà ở cái cửa hướng quay về Việt Nam á thì nó rộng hơn, còn cái cửa đi vào Trung Quốc á thì nó nhỏ hơn. Ấy, chỉ có một cái dãy nhà này như vậy thôi nha. Và đây là gần với cái cửa khẩu Móng Cái, nó sẽ che chắn cái dãy nhà ở phía bên đây. Ấy, đây là cái dãy nhà ở phía bên đây, nó giống như là một cái cửa vào á, nó che chắn hết tất cả luôn. Không biết là che chắn như thế nào đó, nó sẽ che chắn hết tất cả dãy nhà nằm ở phía bên dãy bên đây nè. Ấy, thấy không? Nó giống như là một bức thành vậy đó, giống như là một bức tường thành để mà che chắn cho những cái dãy nhà như thế này. Thì Bùi Hồ tự nhiên nhìn nhận và thấy vậy thôi, thì không biết là cô bác anh chị biết, có thể chia sẻ cho Bùi Hồ được biết ha. Còn bây giờ thì tí xíu nữa Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết hàng rào sắt của Trung Quốc, và Trung Quốc họ xây dựng hàng rào như thế nào để cấm việc nhập cư trái phép từ Việt Nam Trung Quốc sang Trung Quốc, cũng như là từ Trung Quốc về Việt Nam họ sẽ có những cái hàng rào và những cái camera cảm biến như thế nào, và thậm chí có những cái lo phát thanh khi mà mình tiếp cận như thế nào, thì mình Bùi Hồ sẽ chia sẻ thêm. Còn bây giờ thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha. Đó, nhớ đăng ký like ủng hộ cho Bùi Hồ. Đây là một cái thước phim tốn khá là nhiều tiền để mà có thể review được cho cô bác của anh chị. Nhớ chia sẻ cho mọi người, tại vì coi xem đăng ký không có tốn tiền.